Anh Jimmy. Em muốn invest long term nhưng mà em chỉ có 5.000 thôi. Em sẽ invest in coin nào? Ok, vậy là anh chỉ có 5.000 và muốn đầu tư long term thì họ muốn ở coin nào đúng không? Anh nói với em, nếu em coi anh từ hồi bữa đến giờ thì anh nghĩ là cái mà đơn giản nhất và tốt nhất theo anh nghĩ là Dogecoin thôi. Tại vì bây giờ ngày thậm chí bản thân anh của anh nè, Dogecoin ngày hôm nay á là Shiba lên, Bitcoin lên, cái khác cũng lên mà Dogecoin nó gớt còn 22 cent 23 cent, nhưng mà anh vẫn mua thêm Dogecoin nữa. Tại vì anh thấy được á là Dogecoin có rất là nhiều cái tiềm năng. Anh nói hồi bữa cho đến giờ là cái team trở lại utility chuẩn bị increase và nó có những cái dự án mà hiện tại ngay bây giờ nhiều người họ chưa thấy được Dogecoin, và anh vẫn tin tưởng về Dogecoin và anh vẫn mua thêm. Tại vì sao? Nó khá đơn giản, anh có 5.000 bạc thôi thì mình có thể đầu tư trên vô Robinhood, vô Weibo, mình mua Dogecoin một cách đơn giản nhất anh. Tại vì làm sao đơn giản nhất để đầu tư vào thì anh nghĩ là Dogecoin là tốt. Còn nếu mà em không thích Dogecoin đó thì em đầu tư, anh nghĩ là đầu tư vào Ecomi. Tại vì Ecomi hiện tại ngay bây giờ là cái NFT Digital Marketplace của Collectible, nó sẽ bùng nổ trong tương lai. Và bây giờ cái Ecomi đó, cái giá nó còn rất là thấp, dưới 1 cent. Và anh nghĩ là mới trong thời gian vừa qua nó tăng lên một chút thôi, nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ còn phát triển rất là nhiều trong tương lai. Tại vì nó có GameFi, nó có Metaverse và nó có luôn Collectible Item. Thì đó là hai cái điều thì em tự quyết định nha. Ok, good luck em. Cảm ơn nhiều nha.